sẽ chia sẻ với các bạn cái bàn làm việc của An ha. Thì đây là cái bàn làm việc của An đây. Đó. Có rất là nhiều thứ, có cả acne trị mụn luôn nè. Thì đây là cộng dây sạc nè, máy chụp hình nè, mọc nè, rồi cảm visit. Và có một cái điều quan trọng nữa An muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là hôm nay An sẽ khoe một bộ sưu tập về Doraemon cho các bạn. Đầu tiên đó chính là cái hộp đựng tai nghe, hộp đựng tai nghe hình Doraemon nè ha. Đó, cái này là các bạn có thể đựng tai nghe, đựng thẻ ATM hoặc tất cả các thứ khác cũng được. Tiếp theo đó chính là đây, thấy chưa, Doraemon nữa nè. Này là con 6S thì hình ốc lưng là Doraemon ha. Thì để một bên đi. Và tiếp theo đó chính là Batman, cũng là Doraemon luôn. Các bạn thấy ghê không? Thực sự là An rất thích Doraemon luôn các bạn. Và còn một cái nữa thì các bạn nhìn ở đây nè. Đó, quay lại nha. Umbala Kanashimui. Rồi, Doraemon luôn. Thì cái này là cái khay đựng Airbus 2 á của An, thì nó cũng là Doraemon luôn. Đây, đồ để đựng để bằng bên đi. Không nói. Rồi, tiếp theo nữa. Đây, iPad cũng Doraemon luôn. Và còn một cái điều quan trọng nữa An muốn cho các bạn coi. Thì nè, các bạn chờ chút xíu nha. Đây mới là nhân vật chính, đó chính là ống heo hình Doraemon. Thì cái ống heo này hình như là mua là 60.000 đồng, nhưng mà An mua để nó cưng quá. Mới đầu là tính mua sành, nhưng mà thấy nó cái này nó, tại vì thời gian mình cũng phải đập ra để mình coi mình tiết kiệm được bao nhiêu, nên An lấy cái mảnh đất luôn. Thì đây là bộ sưu tập của An nè. Đó, cái hộp đựng tai nghe, điện thoại đây, điện thoại đây, đó em nói đây, đó đây. Rồi, hôm nay chủ yếu chỉ là khoe bộ sưu tập Doraemon thôi, chứ không có ý gì. À, nó còn một cái nữa, nó rất là dễ thương luôn, An mới đậu được luôn. Đây, cho các bạn xem, các bạn đảm bảo các bạn nhìn rất là cưng. Umbala, đó chính là cái ốp này là cái ốp Oreo nè. Oreo cái bánh luôn, nguyên dính nguyên cái bánh luôn mà các bạn. Nó cái đó mới gọi là đỉnh của đỉnh đó. Thì rồi, thì hôm nay clip nó ngắn gọn lắm, tại vì chủ yếu là thấy ngẫu hứng lên thì An khoe cái bộ sưu tập thôi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào một video gần nhất nha. Bye bye.